Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh đồ câu Nhật Bản Huấn Phí Sinh. Thì nay show bên em tiếp tục lại về cho mọi người những cái món hàng đồ câu sách tay của Nhật Bản. Và trong video ngày hôm nay thì bên em về được cho mọi người cũng rất là nhiều những cái mẫu mã để cho mọi người lựa chọn, từ những cái dòng sản phẩm câu UL cho đến những dòng sản phẩm câu lure cũng như là đánh lục xa bờ mọi người nhé. Và bên em về được cho mọi người cả hàng may mới giá tốt cũng như là hàng đã qua sử dụng ở Nhật Bản và hàng siêu lướt để gửi tới cho mọi người với mức giá cực kỳ là tốt của bên em. Và mọi người có nhu cầu mua hàng hay là đặt hàng thì mọi người có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp qua số Zalo. Số Zalo em có để dưới phần mô tả cũng như là trên góc chéo màn hình này các bác nhé. Và giá báo trên video thì là chưa gồm phí ship và bên em sẽ ship code 100% không cần phải cọc trước các bác nhé. Các bác được quyền nhận hàng này, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Và thời gian giao hàng của bên em thì sẽ dao động vào khoảng từ 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành. Và đối với những dòng sản phẩm máy mới thì bên em sẽ có những cái chính sách riêng cũng như đối với những dòng sản phẩm máy đã qua sử dụng. Mà khi các bác mua về sử dụng mà có gặp vấn đề gì thì mọi người có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp qua cho bên em để bên em sẽ hỗ trợ và xử lý giúp cho mọi người, nên là mọi người cực kỳ yên tâm. Và mọi người đang xem live thì hãy cho em một like, một chia sẻ như là một đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về những dòng sản phẩm máy câu giá tốt nhất của bên em gửi tới cho các bác. Không để các bác chờ lâu thì em sẽ giới thiệu qua chi tiết những món hàng mà có mặt trong video ngày hôm nay các bác nhé. Ok, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác về những cái dòng sản phẩm của bên em cũng như là giới thiệu cho các bác những cái dòng phụ kiện trước các bác nhé. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác về những cái dòng phụ kiện trước. Đó sẽ là những quả lô phụ các bác nhé. Thì đây thì sẽ là quả lô của dòng Simlo Twin Power 4000BG. Quả lô này thì sẽ lắp được cho máy size 3000 và size 4000 cũng như là size 5000 mọi người nhé. Quả Twin Power size 4000 đời 2002 đến 2006. Và quả lô này thì đang có mức giá là 350.000 thôi, mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Quả lô này thì nó sẽ có một vài hai điểm gọi là xước bay màu nhẹ thôi. Thì cái phần này thì các bác có thể dán băng dính vào đều được nhé. Dán băng dính vào là đẹp keng luôn. Hàng có sao thì bên em sẽ để nguyên vậy các bác nhé. Đấy, hành lý giá cực kỳ là tốt cho các bác. Chỉ có 350.000 thôi. Một quả lô size 4.000 lắp được cho size 3.000, size 4.000 và size 5.000 nhé. Tiếp theo nữa, nó sẽ là quả lô của dòng Biomaster. Đây thì sẽ là quả Biomaster SW4000XG. Quả lô này thì sẽ lắp vừa được cho dòng máy Simolo Biomaster SW các bác nhé, 4000XG bản 2010 các bác nhé, lắp được duy nhất cho bản 2010 thôi. Và quả lô này thì đang có mức giá là 500.000 đồng. Đấy, quả lô cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng, size 4000, mẫu này chỉ lắp được duy nhất cho bản 2010 thôi nhé các bác nhé. Và tiếp theo nữa, nó sẽ là quả lô của dòng Simolo Untega size 4000. Quả lô này thì sẽ chỉ có mức giá là 300k thôi, quả lô đẹp keng luôn. Quả lô này thì sẽ lắp vừa được cho cái size máy 4000 và size 5000 của Untega đời này các bác nhé. Lắp vừa cho size 4000 và size 5000. Lô cực kìa đẹp, như lô mới. Đấy, giá thành lý chỉ có 300.000 thôi. Và tiếp theo nữa, nó sẽ là quả lô của Twin Power. Đây thì sẽ là quả lô của Twin Power size 8000. Quả lô này cũng còn siêu đẹp luôn các bác nhé. Đấy, mức giá thành lý cực kỳ là tốt luôn. Và quả lô này thì sẽ lắp vừa được cho size 6000, size 8000 các bác nhé. Đấy, lắp vừa cho size 6000 và size 8000. Lô 8000. Và quả lô này đang có mức giá là 400k. Thì mọi người không nhớ mã cũng như là hay là không nhớ tên cối thì mọi người có thể chụp hình ảnh màn hình các bác gửi qua số Zalo giúp em nhé. Tiếp theo nữa, đó sẽ là quả lô của dòng Twin Power đời 2002 đến 2006. Quả lô này thì sẽ lắp vừa cho size 6000 và size 8000. Quả lô cực kỳ đẹp luôn. Và quả lô này thì đang có mức giá chỉ có 500k thôi. Lô Twin Power 8000HG nhé. Đấy, lô cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đây nó có một cái bám gọi là bám nhẹ thôi, thì cái phần này nó không ảnh hưởng mấy các bác nhé. Nó gọi là oxy hóa xuống màu tí thôi. Đấy, thì nó đang có mức giá chỉ có 500k thôi. Đấy, và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác về những cái dòng sản phẩm máy cầu bên em. Thì trong cái video này thì bên em sẽ không đánh mã số các bác nhé, vì cái giấy đánh mã số bên em đang hết rồi. Thì các bác nào đặt hàng thì các bác có thể chụp hình ảnh màn hình các bác gửi qua số Zalo giúp em nhé. Và ở trên video thì bên em sẽ có ghim cái ngày của video ở trên phần này các bác nhé. Và trong video này thì bên em sẽ không đánh mã số. Thì các bác nào chụp hình ảnh màn hình có gửi qua số của em. Đầu tiên giới thiệu các bác, đó sẽ là dòng máy Simolo Senora size 1000 nhé. Mẫu này thì sẽ là máy mới 100% luôn. Và mẫu này thì bên em đang thanh lý cho các bác mức giá cực kỳ là tốt nhé. Chỉ có 820.000 thôi. Size 1000 máy mới nhé.
và size 1000 máy mới này thì tất cả mọi thứ nó đều phải mới các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em. Kênh của bên em thì mẫu nào là máy mới thì bên em sẽ báo máy mới, mẫu nào là hàng lướt bên em báo hàng lướt các bác nhé. Đấy, rất rõ ràng luôn. Đấy, mà mức giá cực kỳ là tốt cho một cái dòng sản phẩm Sonora 1000 máy mới chỉ có 820.000 thôi. Thì tất nhiên máy mới thì nó sẽ có Sonora chỉ có sổ sách này và túi anh em nhé. Đấy, túi bóng này. Và Sonora này thì sẽ có thông số cho mọi người, nó sẽ là radio 5.0. Tải cá thì sẽ là 3 kg, trọng lượng của máy chỉ có 215 g thôi. Đấy, trong cái tầm giá dưới 1 triệu đồng mà để kiếm một con máy size KUL mà trọng lượng nhẹ cũng như là hàng chính hãng để mà có thể trải nghiệm được thì đây là một cái mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé, chỉ có 820.000 thôi. Và chạy lên tới là 4 bậc đạn cũng như là thu dây là 66 cm trên một vòng và cước số 2 thì sẽ vào 100m các bác nhé, là chuyên để cho mọi người KUL đánh với những size nhỏ. Và đây thì sẽ là dòng máy mới thì tất cả mọi thứ nó đều mới các bác nhé. Và mẫu này thì sẽ là tay quay sỏ trục. Đấy, tay quay sỏ trục. Đấy, hoạt động cực kỳ là mượt mà luôn. Hàng lưu các bác nhé. Đấy thì các bác chốt hàng thì các bác có thể IB trực tiếp qua cho bên em ở phần Zalo các bác nhé. Đấy, IB trực tiếp ở phần Zalo. Rác của máy này. Cực kỳ là hay luôn. Trong tầm giá 850.000 này các bác sở hữu được một con size 1000. Đối với cái size 1000 này thì tư vấn cho các bác là sẽ là câu UL này, câu đài trợ máy đều được mọi người nhé, hoặc câu những con cá nhỏ cực kỳ là phù hợp luôn. Nếu mà các bác nào câu lua lóc bằng cần UL thì đây là một cái mẫu cực kỳ là phù hợp để có thể đánh lua hồ dịch vụ mọi người nhé. Trong tầm giá dưới 1 triệu đồng là các bác sở hữu được một con máy hàng chính hãng, giá cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mẫu này thì sẽ là dòng Simolo Senora size 1000 các bác nhé, giá chỉ có 820.000 thôi. Đấy, trong video này thì bên em sẽ không đánh mã số nên là các bác có thể chụp hình ảnh màn hình tôi gửi qua số lô giúp em nhé. Tiếp theo nữa nó sẽ là một con máy Ben. Ben này thì sẽ là Ben 7500SS các bác nhé. Ben này thì sẽ có một cái tình trạng gửi tới cho các bác, nó sẽ là tình trạng không có tiếng kêu nhé. Có lẽ là thường những cái dòng Ben khi bác quay về này nó sẽ có tiếng kêu tè. Nhưng mà dòng này thì hiện tại đang lỗi cái tiếng kêu nhé, đang lỗi mất tiếng kêu. Nên là bên em sẽ thanh lý cho mọi người mức giá cực kỳ là tốt luôn. Trong khi đó là ngoại hình của máy thì sẽ còn tương đối là đẹp nhé, size 7500 thì nó sẽ tương đương với tầm size 14.000 của nhà Simolo để phù hợp cho mọi người có thể câu ngâm nhé. Ben 7500 này, thân máy các bác có thể thấy này, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì sẽ đổi tay quay trái phải bình thường, tay quay siết cốt luôn mọi người nhé. Này, giá chỉ có 1.3 triệu thôi, mức giá thanh lý cực kỳ là tốt cho mọi người. Đấy, nó chỉ bị mất tiếng kêu mọi người nhé, mất tiếng kêu thôi. Đây phần đằng sau này có một cái điểm xước nhé, điểm này thì sẽ là điểm bóc sơn nhé, bóc sơn hàng made in USA. Đấy, hoạt động quay thì vẫn mượt mà với êm ái cho mọi người. Đấy, nó trải qua nó sẽ không có tiếng kêu nhé, nó không có tiếng kêu vì hàng này thì nó sẽ là hàng full kim loại mọi người nhé, hàng full kim loại. Đấy, nó sẽ bị mất tiếng kêu, chốt chặn thì đều đầy đủ cho mọi người. Đấy. Quay ngược đại đều được. Đấy, mẫu này thì sẽ không có tiếng kêu nên là sẽ thanh lý mức giá cực kỳ là tốt luôn. Mẫu này thì sẽ là Ben 7500SS, mẫu này thì sẽ là 1.300.000 đồng các bác nhé. Đấy, tay quay đổi trái phải bình thường. Đấy, 1.300.000 đồng cho dòng Ben 7500 của Mỹ. Và tiếp theo gửi tới cho mọi người nó sẽ nữa là dòng máy vừa câu ngâm được và vừa đánh lục được. Mẫu là dòng Simolo Alop XT size 6000 nhé. Thì cái video này thì bên em cũng sẽ lên nhanh thôi vì bên em lên cho mọi người trong video này cực kỳ là nhiều mã luôn và cũng khá là dài. Mẫu này thì sẽ là Alot XT size 6000. Mẫu này thì sẽ đánh được với cái thông số cho mọi người, nó sẽ là cước số 4 và được 260, cước số 5 và được 200 và cước số 6 và được 150 nhé. Về ngoại hình của máy này thì trên video mọi người xem như thế nào thì lúc các bác nhận hàng kiểm tra hàng đều như vậy nên là các bác xem video kỹ giúp em nhé. Ở trên video thì bên em sẽ quay chi tiết hơn, cũng như là bác nào đang xem thì hãy bật lên chế độ phân giải Full HD để xem được cái độ led nhất cao nhất các bác nhé. Mẫu này thì sẽ chỉ có một vài hai điểm xước nhẹ lông mèo thôi, một vài hai điểm xước nhẹ lông mèo thôi này. Đổi tay quay trái phải bình thường, lăn cước cực kỳ là sáng luôn. Và ở gần con lăn cước thì có một vài hai điểm xước nhẹ một xíu các bác nhé, một vài hai điểm xước nhẹ một xíu. Ở phần mạ bạc này thì sẽ có một vài hai điểm xước nhẹ lông mèo này. Đấy. Em lắc qua ánh sáng thì các bác có thể thấy rõ nhé. Có thể thấy rõ luôn này. Phần rotor bên này thì còn tương đối là đẹp. Spool này còn cực kỳ đẹp luôn. Phần thân máy này. Mẫu này thì sẽ thích hợp cho mọi người vừa câu ngâm vừa câu lục đều được nhé. Chân máy còn cực kỳ đẹp luôn. Alot XT.
và mẫu này đang được thanh lý mức giá chỉ có 1.100.000 đồng thôi. Đấy. Có sứ nghệ phần sau này còn nữa các bác nhé. Chất lượng máy thì các bác cực kỳ yên tâm rồi, hàng bên em sẽ bao hoạt động cho mọi người, nhận hàng kiểm tra hàng bình thường các bác nhé, đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper thôi, chốt chạm thì ok. Alot XT size 6.000. Hoạt động mượt mà, cực kỳ là mượt luôn, và có lẫy 2 chiều cho mọi người nhé, có lẫy 2 chiều. Và mẫu này thì sẽ là dòng Alot XT size 6.000, mẫu này thì sẽ là 1.100.000 đồng các bác nhé. Và tiếp theo gửi tới cho các bác nữa, đó sẽ là cũng là Alot XT, nhưng mẫu này thì sẽ đẹp hơn. Đây thì sẽ là dòng Shimano Alot XT size 5.000. Mẫu này thì sẽ thích hợp cho mọi người, đó sẽ là vừa câu lua được, cũng như là vừa đánh lục đầu cần được, trong đánh tầm khoảng 20m quay đầu hoặc tầm 15-20m quay đầu thì đây sẽ là một cái lựa chọn khá là phù hợp, cũng như là đánh luôn lóc nháy thật cực kỳ là ok mọi người nhé. Ngoại hình của mẫu này thì đẹp như mới luôn. Thì sẽ đọc qua một chút về cái thông số dây của size 5.000. Mẫu này thì sẽ là cước số 4 vào được 200m, cước số 5 vào được 150 và cước số 6 vào được 130 mọi người nhé. Về ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé. Các bác có thể thấy phần rotor này cực kỳ là đẹp và sáng luôn. Phần má này, phần má thì còn tương đối là đẹp luôn các bác nhé, sáng bóng. Rotor bên này cũng vậy này, sang phần má bên này cũng cực kỳ là sáng bóng luôn các bác nhé, nam cước cực kỳ là sáng luôn. Thân máy này, chân máy này cực kỳ là đẹp luôn. Những cái mẫu này thì sẽ là của Malaysia sản xuất các bác nhé, của Malaysia sản xuất. Mẫu này phần đằng sau đít này cực kỳ là đẹp luôn, và mẫu này bên em đang có mức giá cho các bác chỉ có 1.300.000 đồng thôi. Hoạt động cực kỳ là mượt mà với êm ái mọi người nhé. Đấy, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Đấy, phù hợp để đánh lua hoặc đánh lục đầu cần đều ok nhé. Cực kỳ là êm luôn. Mượt mà, nhẹ nhàng, êm ái. Gạt cước thì ngon lành. Cực kỳ là mượt luôn. Mẫu này thì sẽ là Alot XT size 5.000 của mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ là 1.300.000 đồng. Thì mọi người không nhớ mã thì mọi người có thể chụp hình ảnh màn hình, các bác gửi qua số Zalo giúp em nhé, số Zalo em có để dưới cho các bên góc trái màn hình này. Và tiếp theo gửi tới cho các bác nữa, đó sẽ là dòng sản phẩm đánh vừa đánh lục được, cũng như là vừa đánh lục xa bờ này, cũng như là cũng có thể đánh câu biển đều được, vì dòng này là dòng chuyên biển nhé. Đó sẽ là dòng Shimano Sevinod SW 6000HG. Đấy, 6000HG, mẫu này thì sẽ là tay quay siết cốt nhé, đổi tay quay trái phải bình thường. Về cái form máy này thì sẽ vừa có thể đánh lục này, vừa câu rích, vừa câu biển đều được các bác nhé. Size 6.000. Size 6.000 này thì sẽ đánh được với cái size dây cho mọi người, đó sẽ là BE số 3 và được 300m nhé. Và ngoại hình bên em về cho mọi người cũng sẽ là một ngoại hình siêu lướt luôn, cũng còn cực kỳ đẹp nhé. Phần rotor của máy này, phần má này cực kỳ là sáng luôn. Nói chung là thì sẽ là tiền nào của đấy các bác nhé. Đấy. Chất lượng sản phẩm thì nó sẽ đi đôi với giá thành. Đấy. Cực kỳ là sáng luôn. Những cái mẫu này bên em bán từ trước tới giờ rồi. Đấy. Toàn những dòng sản phẩm đẹp thôi. Và chất lượng cực kỳ là đảm bảo, gửi tới cho mọi người. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn này, lăn cước này. Cực kỳ là sáng luôn mọi người nhé. Phần gần con lăn cước thì sẽ có một vài điểm sức nhẹ một xíu này. Đấy. Cực kỳ là nhẹ thôi, một xíu này. Tay quay thì sẽ là tay quay siết nhé, đổi tay quay trái phải bình thường. Phần ô to bên trên này. Đấy, còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, có một vài hai điểm sức nhẹ nông mèo một xíu thôi. Thân máy đây, chân máy này. Những cái mẫu này thì sẽ là của Malaysia sản xuất mọi người nhé, của Malaysia sản xuất. Hoạt động thì bên em sẽ bao hoạt động cho mọi người này, cực kỳ là nhẹ luôn. Đấy, các bác lắc máy cũng đi luôn này. Lắc máy cũng đi luôn. Cực kỳ là mượt mà, vê mái cho mọi người, size 6.000. Đối với cái size 6.000 của dòng SW này thì sẽ chỉ câu được cái thể loại gọi là thể loại đánh lục xa bờ, cũng như là câu biển, câu rích, câu bobbing thôi mọi người nhé, là tầm size 6.000. Và mẫu này thì sẽ chỉ có quay một chiều thôi. Đấy, chỉ có quay một chiều thôi. Đấy, gạt cước cực kỳ là ok luôn. Mẫu này thì sẽ là dòng Shimano Sevinod SW 6.000HG. Mẫu này thì sẽ là 1.800.000 đồng các bác nhé, 1.800.000 đồng. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu qua cho bác những cái món hàng ở phần đằng sau này, nào là những món hàng của Japan cũng đến để cũng như là những cái dòng sản phẩm có hộp phần đằng sau các bác nhé. Mẫu này thì sẽ đọc lại giá cho mọi người, nó sẽ là 1.800.000 đồng. Mọi người không nhớ mã có thể chụp hình ảnh màn hình, các bác gửi qua số lô giúp em nhé, vì trong cái video này thì bên em sẽ không đánh mã số mọi người nhé. Ok, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác những cái dòng máy của Nhật Bản nhé.
Tiếp theo nữa đó sẽ là dòng Daiwa Cerate 3500 HD Custom các bác nhé. Mẫu này thì bên em về được cho mọi người thì còn tương đối khá là đẹp luôn. Cerate này mặc định nó sẽ là của Nhật Bản sản xuất các bác nhé, hàng made in Japan. Về ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy mọi người thể thấy này, ngoại hình của máy còn tương đối là đẹp luôn. Ngoài những cái phần mạ bạc này, nó có sẽ một vài hai điểm gọi là xuống màu một xíu thôi nhá, nó gọi là xuống màu chứ không phải xước mọi người nhá. Đấy, nó gọi là xuống màu một xíu thôi. Đây có một cái điểm xước khá là nhẹ phần này thôi. Đấy, ngoài những phần mạ bạc ra, tổng quan máy còn cực kỳ đẹp luôn. Vì toàn bộ cái dòng Cerate này này, từ thân máy cho đến cái phần rotor này, nó đều làm từ hợp kim nhôm mọi người nhá, đều làm từ hợp kim nhôm. Thân máy còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, những phần mạ bạc này thì sẽ có một vài hai điểm chấm nhẹ một xíu thôi. Đấy, tuy nhiên thì sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé. Lăn cước này còn cực kỳ là sáng luôn. Cực kỳ là sáng và êm cho mọi người. Và phần gần con lăn cước này thì sẽ có một vài hai điểm bóc sơn nhẹ một xíu nhé. Đấy, những cái góc này là bóc sơn cực kỳ là nhẹ thôi. Phần chính này còn tương đối đẹp luôn. Rotor này, cối này, Cerate. Mẫu này thì sẽ là BE số 2 này, và được 300m, BE số 3 và được 200m mọi người nhé. Ở phần đằng sau của máy này, đấy, ở phần đằng sau của máy ngoài những phần mạ bạc này nó hơi xuống màu một xíu của mọi người nhé. Đây có một điểm xước nhẹ một xíu rồi này. Đấy, còn tổng quan những cái phần thân máy này còn cực kỳ đẹp luôn này. Các bác có thể thấy phần thân máy này đấy, cực kỳ đẹp và sáng luôn. Chân máy này cực kỳ đẹp luôn. Chất lượng máy thì khỏi bàn các bác nhé. Đấy, bên em bao hoạt động, tay quay xếp cốt này. Vì đây thì sẽ là những cái dòng máy mà bên em tuyển vào các bác nhé. Đấy, những cái dòng sản phẩm tuyển thì chất lượng của máy cực kỳ là ngon, cũng như là sản phẩm thì sẽ đi đôi với giá thành. Đấy, và cái mức giá thành của bên em gửi tới cho mọi người nó đều là mức những cái phân khúc cũng như là những cái mức giá ở tầm trung để cho mọi người có thể trải nghiệm được. Thì size 3500 này thì sẽ tương đương với tầm size là tầm size 4-5000 nhà Shimano nhé, nên là sẽ phù hợp cho mọi người có thể câu lóc, câu chẽm đều được, hoặc câu nháy thật Cerate. Và mẫu này thì đã được lên cho mọi người một cái đúng kim loại rồi. Đúng này thì sẽ là đúng của nhà RCS nhé. RCS này cực kỳ là mượt mà luôn. Hoạt động này cực kỳ là mượt mà và nhẹ nhàng với êm ái cho mọi người. Daiwa Cerate 3500 các bác nhé, size 3500. Lắc máy cũng đi luôn. Đấy, chất máy cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper nhé. Đấy, cực kỳ là mượt mà và nhẹ luôn này. Lắc máy cũng đi luôn. Đấy, cực kỳ là mượt luôn. Và mẫu này thì sẽ là dòng Daiwa Cerate 3500 các bác nhé, 3500 Heli Custom. Thì mẫu này thì sẽ là 2.900.000 đồng các bác nhé, 2.900.000 đồng cho dòng Daiwa Cerate. Và tiếp theo mẫu này thì sẽ là của Japan mọi người nhé, Japan. Nữa nó sẽ là dòng Daiwa Luviad. Daiwa Luviad này thì sẽ là phiên bản của China sản xuất. Mẫu này thì sẽ là phiên bản 2020 các bác nhé, Daiwa Luviad LT 2020. Mẫu này thì bên em lại về tiếp được cho mọi người này. Đấy, LT. Giữa cái phiên bản của Nhật Bản và giữa cái phiên bản của China thì nó khác nhau ở điểm nào? Thì toàn bộ công nghệ này cũng như là phần thiết kế đều y hệt như nhau mọi người nhé. Nó chỉ khác mỗi phần chữ máy thôi này. Một khác nhau đúng mỗi phần chân máy, một bên là made in China mà một bên là made in Nhật Bản. Thì giữa cái made in Nhật Bản thì nó sẽ đắt hơn tầm khoảng từ 600-700, thậm chí lên tới tầm 1 triệu đồng. Đấy, tầm 1 triệu đồng. Ví dụ như cái mẫu này nó sẽ là có chữ dập make in Nhật Bản thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 4 triệu đồng mọi người nhé, hơn 4 triệu đồng. Đấy. Nhưng mà khi các bác trải nghiệm cái dòng và phiên bản China này thì giá thành nó sẽ mềm hơn. Tuy nhiên là cái chất lượng máy cũng như là cái công nghệ nó đều y hệt như nhau mọi người nhé, không khác một cái gì cả. Và mẫu này thì bên em đang có mức giá thanh lý cực kỳ là tốt luôn. Mẫu này thì sẽ là có một cái điểm xước ở phần đằng sau nhé. Đây, nó có những điểm xước nhẹ ở phần đằng sau này. Sẽ một vài hai điểm xước ở phần đằng sau này. Và đang thanh lý mức giá chỉ có 3.100.000 đồng thôi. Và mẫu này thì trọng lượng mẫu này siêu nhẹ nhá. Mẫu này chỉ có 215g thôi. LT 4000, tua CXH nhé. Mẫu này thì sẽ chỉ có 215g, chuyên để câu lóc câu chẽm nhé. Ngoại hình của máy này, phần rotor còn cực kỳ đẹp luôn. Những phần mạ bạc này đấy, còn khá là sáng mọi người nhé. Thì trên video mọi người xem như thế nào thì lúc các bác nhận hàng kiểm tra hàng đều như vậy đấy. Phần rotor bên này này còn cực kỳ đẹp luôn, mạc siêu lùng đều đầy đủ cho mọi người. Lăn cước sáng keng, cực kỳ là êm luôn. Size 4000 cuối sâu nhé, 4000 cuối sâu. Tay quay là tay quay siết, đổi tay quay trái phải bình thường. Chân máy này
Đấy, chân máy còn cực kỳ đẹp luôn, cũng như là phần thân máy này. LT4000. Nó có một cái điểm xước đáng chú ý này là cái điểm xước phần đằng sau này các bác nhé. Đây thì sẽ là những cái phần điểm xước nhẹ lông mèo thôi, nhẹ lông mèo một xíu thôi. Là những điểm xước nhẹ lông mèo. Và mẫu này bên em đang có mức giá thành lý cho mọi người chỉ có 3.100.000 đồng thôi. Đấy, 3.100.000 đồng. Đấy, hoạt động thì vẫn cực kỳ là mượt mà nhẹ nhàng. Chốt chạm thì ok. Bản 2020 nhé. Chạy 9 bậc đạn. Trọng lượng là 215g. Thu dây là 99cm trên một vòng và tải trên là 10kg. Mẫu này thì sẽ là Daiwa Luviad LT4000CH phiên bản China. Mẫu này thì sẽ là 3.100.000 đồng của mọi người nhé. Và tiếp theo gửi tới cho mọi người nữa, đó sẽ là dòng của Daiwa. Daiwa này thì sẽ là Daiwa của Nhật Bản. Đây thì sẽ là dòng Daiwa Kit size 4000 của Nhật Bản mọi người nhé. Size 3500 và size 4000 thì nó sẽ là của Nhật Bản sản xuất. Mẫu này thì khỏi bàn rồi, những cái dòng Daiwa Kit của bên em thì lúc nào cũng sẽ là siêu mượt mà cho mọi người. Nhẹ nhàng, êm ái, mượt mà. Đấy, cái dòng kit này thì nó sẽ ở tùy từng phân khúc của mọi người nhé. Tùy từng phân khúc có, nói chung là tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, sản phẩm đi đôi với giá thành, những cái dòng Daiwa Kit này này. Đấy, tùy vào sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Đấy, hoạt động của máy này cực kỳ là mượt mà luôn. Mẫu này em sẽ review qua một chút về phần ngoại hình của máy này. Đây thì sẽ là dòng Daiwa Kit size 4000. Thì mẫu này thì sẽ tương đương với tầm khoảng size 6000 của nhà Shimano nhé. Tầm khoảng size 6000 của nhà Shimano. Và ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì sẽ có một vài hai điểm xước khá là nhẹ thôi. Đấy, một vài hai điểm xước. Tuy nhiên chất lượng của máy thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Những cái điểm xước này thì sẽ không thể tránh khỏi được mọi người nhé. Vì đây là sẽ là những dòng sản phẩm đã qua sử dụng rồi, nó không còn hàng mới. Đấy, không còn hàng mới cũng như là hàng siêu lướt thì cực kỳ là ít luôn. Đấy, những phần mạ mạ bên này còn khá là sáng luôn. Lăn cước sáng này, phần gần con lăn này thì sẽ có một vài hai điểm xước nhẹ một xíu thôi. Phần rotor bên này thì sẽ cũng có một vài hai điểm xước nhẹ một xíu các bác nhé. Đấy, một vài hai điểm xước nhẹ. Phần má này thì còn tương đối là sáng này. Đấy, phần rotor bên này thì bên em cũng đã vừa quay cho mọi người rồi. Phần spool bên trên này cũng còn cực kỳ đẹp luôn. Size 4000 này thì sẽ đánh được với cái size dây là cước số 5 và được 200m này, cước số 6 là 150. Phần đằng sau máy này. Phần đằng sau máy cũng có một vài hai điểm xước nhẹ các bác nhé. Size 4000. Size 4000 này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất nhé. Chân máy còn cực kìa đẹp luôn. Make in Nhật Bản, hoạt động của máy cực kỳ là nhẹ nhàng luôn các bác nhé. Cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Cái chất lượng sản phẩm bên em mang tới cho các bác thì chất lượng sản phẩm cực kỳ là ngon. Hoạt động mượt mà và êm ái và nhẹ nhàng. Em có thể quay cho mọi người này. Quay tốc độ nào cũng được, cực kỳ là mượt luôn đối với dòng sản phẩm Daiwa Kit. Và mẫu này thì bên em đã có mức giá gửi tới cho các bác, đó sẽ là mã số sorry các bác, những trong video này bên em không đánh mã số mọi người nhé. Đây là Daiwa Kit size 4000, mẫu này thì sẽ là 1.900.000 đồng mọi người nhé. Mọi người quan tâm có thể chụp hình ảnh màn hình cứ gửi qua số lô giúp em nhé, 1.900.000 đồng thôi. Tiếp theo nữa đó sẽ là dòng sản phẩm Daiwa Cerate phiên bản màu xanh. Về được cho mọi người, dòng này lên tới 98% nhé. 98% luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu mọi người, nó sẽ là của Nhật Bản này, Make in Japan nhé. Make in Japan Cerate. Tiếp theo nó sẽ là tay quay nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì lên tới 98% thôi. Con này thì thiếu mỗi cái hộp thôi. 98%. Sức nhẹ đúng xíu một lông mèo, cực kìa đẹp luôn. Cerate này thì cũng như cái dòng Cerate vừa nãy em lên cho mọi người thôi. Nó sẽ là toàn bộ thân máy cũng như là phần rotor đều là hợp kim nhôm nhé. Hợp kim nhôm. Đầu tiên là về phần thân máy này. Led đến từng chi tiết một mọi người nhé. Led đến từng chi tiết một luôn, cực kìa đẹp luôn này. Sáng bóng. Phần sau này cực kìa đẹp và sáng luôn. Đấy. Nhưng cái mẫu này thì sẽ không còn ở trên thị trường khá là nhiều. Nên là mọi người có thể mua về sưu tầm đều được nhé. Cái vết này thì sẽ là cái vết bên em vận chuyển để tay quay nhé. Cái tay quay nó đẻ lên này. Xước đúng hai vết này thôi. Đấy, hai vết siêu nhỏ. Còn tổng quan cực kìa đẹp luôn. Phần rotor này. Sáng bóng các bạn nhé. Led đến từng chi tiết một này. Lăn cước này. Cực
cực kỳ là bóng luôn, sáng keng phần má này cũng cực kỳ là sáng nhé, và giá thành cực kỳ là tốt luôn. Con này thì sẽ là size 3000, nếu mà size 3000 thì nó sẽ tương đương với tầm khoảng size 4000 của nhà Shimano nhé. Và cước số 3 này và là 200m, cước số 4 và là 150 nhé, được rắc này, cực kỳ là hay luôn. Và mẫu này bên em đang có mức giá chỉ có 2.600.000 đồng thôi cho một cái dòng sản phẩm Aiwa Cerate, mức giá cực kỳ là tốt cho một cái dòng sản phẩm Cerate ngoại hình đẹp các bạn nhé. Chất lượng thì quả bàn rồi, hoạt động cực kỳ là mượt mà nhẹ nhàng luôn. Aiwa Cerate 3000, mẫu này thì sẽ phù hợp cho mọi người câu lóc nhé, câu luôn lóc nháy thật. Vì cái mẫu này là size 3000, ví dụ như cái dòng Daiwa Kit chẳng hạn, Daiwa Kit size 3000 thì sẽ tương đương với tầm size 4000 nhà Shimano. Thì cái dòng cái form này nó cũng là như kiểu cái form của Daiwa Kit size 3000 thôi, nhưng mà cái form này nó sẽ chất lượng hơn. Thứ nhất là về phần thân máy và phần rotor này, nó sẽ làm từ hợp kim nhôm, cực kỳ là chắc chắn và siêu bền bỉ. Đấy. Hoạt động của máy siêu mượt mà luôn. Và mẫu này thì bên em đang có mức giá cực kỳ là tốt nhé, và đồ đắc của máy cực kỳ là hay luôn này. Và mẫu này thì sẽ là Daiwa Cerate 3000, mẫu này thì sẽ là 2.600.000 đồng mọi người nhé. Và tiếp theo gửi tới cho mọi người những cái phiên bản của Nhật Bản nữa, đó sẽ là những dòng sản phẩm có thể câu biển, đó sẽ là dòng Daiwa Catania size 4020BE nhé. Size này thì sẽ tương đương với là gọi chuẩn size của nó là sẽ là size 4000 nhé, size 4000 này, size 4000. Và mẫu này thì chuyên để cho mọi người câu rích, câu gành và câu bobbing đều có thể được và đánh được với cái size dây. Nó sẽ là size dây 4020BE, nó sẽ là BE số 2 và là 200m, BE số 3 và là 150 nhé. Hoặc mẫu này các bác có thể đánh lục xa bờ đều được, vì cái mẫu này thì cối nó sẽ hơi lông, cối hơi lông nên là cái tốc độ thoát dây khá là tốt. Nếu mà các bác đánh tầm cái size khoảng tầm 20 đến 30m quay đầu ấy, thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Vì cái mẫu này BE số 2 và là 200m này, số 3 đánh lên BE số 3 là 150m. Thì các bác đánh chỉ đánh xa bờ khoảng 20m thì các bác vẫn còn thừa khoảng 130m nữa để có thể kéo cá, thì vẫn là tuyệt vời nhé, và tải siêu khỏe luôn. Và mẫu này hiện tại nó chỉ có mỗi một cái điểm sữa bóc sơn ở phần này các bác nhé. Đây thì nó sẽ là cái điểm bóc sơn nhé, điểm bóc sơn nhẹ một xíu ở phần này thôi. Đấy, hàng có sao bên em sẽ báo luôn trên video cho mọi người. Còn về chất lượng máy thì bên em sẽ bảo đảm cho mọi người này, phần rotor này, ngoài phần này ra thì phần rotor cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé, sáng bóng luôn này, lăn cước này, đây có điểm xước nhẹ một xíu này, đây là những điểm bóc sơn thôi, đây, bóc sơn, đây phần rotor này, cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng, hàng made in Nhật Bản nhé, made in Japan, đây qua Catania size 4020, rồi đắt của máy cũng siêu hay luôn nhé, tay quay thì sẽ là tay quay siết nhé, đổi tay quay trái phải bình thường và đắt lực lên cho mọi người là sẽ là lúm này thì sẽ là lúm đi theo máy luôn nhé. Ngoại hình này, phần thân máy cực kìa đẹp luôn này. Ratio của máy đây sẽ là ratio 5.7 nhé, 5.7:1. Phần má bên này, này cực kìa đẹp luôn. Nói chung là chỉ sẽ là tiền nào của đấy các bạn nhé, chất lượng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Phần sau máy này cực kìa đẹp luôn nhé, đây có một cái điểm sức nhẹ nó mèo một xíu này, cực kìa đẹp luôn. Đổi tay quay trái phải bình thường nhé. Đấy, ngoại hình còn tương đối là đẹp, nó chỉ ở xước nhẹ một xíu ở phần này thôi. Nói chung là cũng không phải là gọi là xước, mà phần này gọi là bóc sơn nhẹ một xíu bằng nhé, gọi là bóc sơn nhẹ một xíu thôi. Đây là có sao bên em báo vậy luôn cho mọi người. Đấy, về hoạt động của máy này cực kỳ là mượt mà luôn. Đối với những cái dòng mà có mạc siêu mọi người nhé, những cái dòng có mạc siêu thì khi các bác quay nó sẽ có tiếng hơi xe nhẹ một xíu nhé, là các bác lưu ý giúp em, nó không phải là tiếng xào đâu, vì hàng bên em đã check và test hết cho mọi người rồi. Đấy, và đều là hàng tuyển chọn các bác nhé. Cực kỳ là mượt mà luôn. Mẫu này thì bên em đang có mức giá gửi tới mọi người, mức giá cực kỳ là tốt luôn cho dòng Daiwa Catania size 4020BEH nhé. Mẫu này thì sẽ là 3.400.000 đồng, dòng Catania 3.400.000 đồng. Và tiếp theo gửi tới cho các bác nữa, đó sẽ là dòng sản phẩm Tewin Bauer. Dòng sản phẩm Tewin Bauer này bên em săn sale được mức giá rất là tốt, nên là bên em sẽ để lại cho mọi người mức giá cực kỳ là tốt luôn. Dòng này bên em săn sale mức giá cực tốt luôn các bác nhé. Ngoại hình của máy thì sẽ còn tương đối thôi. Tay quay sẽ là tay quay siết cốt này, đổi tay quay trái phải bình thường. Đầu tiên giới thiệu mọi người cái đấy á, và đắc lên cho mọi người một cái lúm nhé, Shimano
Zu Mega nhé, Mega. Đây thì sẽ là Twin Power TB 4000XG, hàng made in Nhật Bản. Mẫu này thì sẽ là phiên bản 2015 nhé, 2015. Size lớn nhất là size 4000. Bên ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì sẽ một cũng có một vài hai điểm xước các bạn nhé. Đấy, bên em săn được giá tốt thì bên em sẽ để luôn giá tốt cho mọi người luôn này. Đấy, sẽ là đây sẽ có một điểm xước nhẹ này, và đây có một cái điểm xước bóc sơn nhẹ một xíu này. Phần máy bên này thì sẽ còn tương đối là đẹp nhé, tương đối là đẹp. Nên là mọi người xem kỹ video giúp em. Phần má bên này vẫn còn khá là ok luôn. Đây có một điểm sức nhẹ một xíu này. Phần đô to bên này, lăn cướp thì còn cực kỳ là sáng mọi người nhé, cực kỳ là sáng luôn. Về phần thân máy này, thân máy thì sẽ còn khá là đẹp luôn. Twin Power, thân máy, chân máy này cực kỳ đẹp. Phần đít máy các bạn nhé, phần đít máy vẫn khá là sáng, còn khá là sáng luôn. Size 4000. Và mẫu này đang có mức giá khá là tốt cho mọi người. Mẫu này chỉ có 3.500.000 đồng mọi người nhé. Và bên em mua được với mức giá tốt thì bên em sẽ để luôn mức giá tốt cho mọi người luôn này, để cho mọi người săn sale. Mẫu này chỉ có 3.500.000 đồng thôi. Thường ra những cái mẫu này đến mẫu này thì đang có mức giá khá là tốt rồi. Hoạt động của máy bên em vẫn bảo đảm hết cho mọi người này. Hoạt động của máy này cực kỳ là mượt mà nhẹ nhàng luôn. Twin Power TB 4000 XG nhá. Mẫu này vừa đánh lục được, vừa đánh lục đầu cần được, cũng như là vừa câu lua lóc được, đều được các bác nhé. Vẫn còn cực kỳ là mượt mà luôn. Đấy, chốt chạm ok. Đấy, và mức giá thanh lý chỉ có 3.500.000 đồng thôi. Đấy, mức giá khá là tốt nhá. Twin TB 4000 XG nhá. Mẫu này thu dây sẽ là 99cm trên một vòng và chạy 10 bậc đạn nhé. Đấy, giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ có 3.500.000 đồng thôi. Và tiếp theo gửi tới cho mọi người nữa, đó sẽ là dòng sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Theo gửi tới mọi người sẽ là dòng máy Simolo Stella size 6000HG. Mẫu Stella này thì sẽ là dòng Stella đời 2001 mọi người nhé. Và bên em đang có mức giá cực kỳ là tốt để gửi tới cho mọi người. Và mẫu này thì sẽ kèm cho mọi người là một quả lô sơ cua như mới luôn. Lô sơ cua cũng là lô sơ cua 6000 nhé, như mới. Hàng thì sẽ đều là hàng của Tickleberry. Đấy, những dòng sản phẩm hàng Tickleberry thì nó sẽ khác so với những dòng sản phẩm thường bên ngoài. Cũng như là đây là một trong những dòng sản phẩm mà dùng cực kỳ là bền bỉ luôn. Và những dòng này thì bên em sẽ tư vấn cho mọi người là sẽ chuyên về câu ngâm, câu biển cũng như là câu lục xa bờ. Cực kỳ là khỏe các bác nhé. Stella. Và cái mẫu Stella này hiện tại bên Nhật thì vẫn cực kỳ là đắt luôn. Nó sẽ là tùy vào từng thời điểm các bác nhé. Tùy vào từng thời điểm cũng như là tùy vào độ hiếm của máy. Đấy, và quan trọng là nhất là vẫn là cái chất lượng của máy các bác nhé. Ở đây thì sẽ là dòng Stella size 6000HG. Mẫu này thì sẽ bên em về được cho mọi người thì sẽ có một vài hai điểm xước sát nhé. Nhưng tuy nhiên cái chất lượng của máy thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, chất lượng của máy bên em sẽ test qua cho mọi người có thể xem này. Cực kỳ là mượt mà luôn. Dòng này các bác lắc máy cũng có thể đi cơ. Đấy, về cái độ mượt của máy của bên em thì cực kỳ là tuyệt vời cho mọi người. Đấy, lắc máy cũng có thể đi luôn. Đấy. Size 6000 này. Cực kỳ là êm luôn nhé. Đấy, chất máy thì khỏi bàn rồi. Đấy. Xước sát thì sẽ không thể tránh khỏi được mọi người nhé. Vì đây thì sẽ là khi các bác chấp nhận mua những cái dòng sản phẩm máy đã qua sử dụng rồi thì nên phải chấp nhận những điểm xước sát cũng như là về phần ngoại hình của máy là phải chấp nhận các bác nhé. Về phần ngoại hình của máy thì những cái mẫu này nó sẽ làm ở một trong những cái lớp sơn nó không giống như những cái dòng Stella 2020. Những cái lớp sơn này cực kỳ là dễ xước luôn. Về ngoại hình của máy này, đây sẽ những cái điểm phai màu các bác nhé. Đấy, nó sẽ có mấy lớp sơn cơ. Đấy, những cái điểm phai màu sơn này. Phần má bên này này. Đấy, toàn bộ ốc của nó thì sẽ đều là ốc lục giác như là ốc dẹp luôn. Đấy, rất nhiều chi tiết luôn. Và mẫu này thì chạy lên tới là tầm 15 bạc đạn các bác nhé, 15 bạc đạn. Đấy, có một vài hai điểm sức nhẹ. Phần rotor bên này cũng vậy các bác nhé. Đấy, đây các bác có thể thấy phần màu này, phần màu zin của máy này cực kỳ là sáng luôn này. Nhưng đến những phần mà bị phai màu nhé. Đấy, phai màu một xíu thôi. Đấy, nói chung là hàng đã qua sử dụng từ 2001 đến giờ thì không thể đòi hỏi quá là nhiều các bác nhé. Lăn cương còn cực kỳ là sáng luôn này. Đấy, cái phần mạ bạc này sẽ có một vài hai điểm sức nhẹ nhé. Một vài hai điểm sức nhẹ. Đấy, nói chung là một con máy từ 2001, sản xuất 2001 đến giờ, nó đến thời điểm hiện tại như thế này, còn đẹp như thế này, cũng như chất máy như thế này thì còn cực kỳ là tuyệt vời rồi. Đấy, cũng không đề cao quá các bác nhé. Và mẫu này thì sẽ là BE số 2 này, và được 440m, số 2.5 và được 360 nhé, số 3 và được 300m và số 4 và được 210. Phần thân máy này, phần thân máy thì còn tương đối là ok nhé. Đây là có mấy nút các bạn nhé.
đằng sau máy này. Phần đít máy thì sẽ còn tương đối là đẹp luôn. Đối với phần đít máy. Về phần chân máy này thì nó sẽ có những điểm phai màu của mình nhé. Nó không phải là những điểm xước đâu. Nó gọi là những cái điểm phai màu, vì cái màu sơn này của nó rất dễ là bị phai luôn. Đấy, các bác xem kỹ thì các bác có thể thấy là bị phai màu. Còn nếu như là cầm trực tiếp trên tay nó sẽ khác các bác nhé. Đây, nó sẽ những điểm phai màu xanh này. Phần chính của máy này, nút châm dầu này, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Tay quay thì sẽ là tay quay siết cốt mọi người nhé, đổi tay quay trái phải bình thường. Đấy, đưa đắp của máy này. Đặt cước thì ngon này và mức giá cực kỳ là tốt cho mọi người, chỉ có 5.300.000 đồng thôi, máy 2 lô nhé. 5.300.000 đồng máy 2 lô. Hoạt động của máy siêu mượt mà, cực kỳ là mượt luôn. Stella loa size 6.000 nhé. Lắc máy đi luôn. Đem lắc máy cũng có thể đi luôn. Đấy, cực kỳ là mượt mà cho mọi người. Và mẫu này thì sẽ là 5.300.000 đồng. Nếu mọi người quan tâm có thể chụp hình ảnh màn hình cũng gửi qua số Zalo giúp em nhé. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái mẫu máy ở phiên bản có hộp ở phần đằng sau và đang được sale với mức giá cực kỳ là tốt cho mọi người ở phần đằng sau nhé. Ok, tiếp tục thì bên em sẽ lên cho mọi người những cái mẫu máy đang có hộp và hàng mới như là hàng siêu lướt đang có mức giá khá là tốt của bên em. Đó sẽ là dòng máy Simlovan 4C5000XG mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ là hàng lướt cho mọi người và đang có mức giá thanh lý chỉ có 3.200.000 đồng thôi. Và đây thì sẽ là C5000XG nhé. Và dòng này thì còn hộp và tất nhiên thì phụ kiện của máy sẽ đều đầy đủ mọi người nhé, từ sổ sách cho tới nòng đẹp. Và mẫu này thì sẽ là có thông số là ratio 6.2, tải cá thì sẽ là 11 kg và trọng lượng của máy chỉ có 220 g thôi, cũng như là chạy lên tới là 8 mặc đạn và thu dây là 101 cm trên một vòng. Và BS số 2 thì sẽ vào được 300 m mọi người nhé. Và đây là một con máy có một cái trọng lượng khá là nhẹ, chỉ có 220 g đối với cái size 5000. Và dòng này thì sẽ thiên về cho mọi người câu cảm giác nhé, câu cảm giác và chuyên để câu lua, câu lóc, trọng lượng khá là nhẹ và size cũng khá là lớn các bác nhé, C5000XG. Và về ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì sẽ có một vài hai điểm xước sát nhẹ một xíu thôi. Đây có một cái điểm xước sát khá là nhẹ phần này các bác nhé, đây, điểm xước này. Phần bên này thì còn cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng luôn này, sáng bóng, lăn cước sáng nhé. Phần đô to bên này thì còn cực kỳ đẹp luôn. Phần máy bên này thì cũng còn tương đối là đẹp nhé. Thì trên video mọi người xem như thế nào, lúc các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đều như vậy nhé. Đây có một cái điểm xước khá là nhẹ một xíu một phần này thôi. Gạt cước thì ngon này, đều đắt của máy này, cực kỳ là hay luôn. Và có một cái điểm xước nhẹ phần đằng sau các bác nhé. Đây có một cái điểm xước nhẹ phần đằng sau một chấm một xíu này. Đấy, trong cái tầm giá 3.200.000, mức giá khá là tốt của bên em rồi. Và dòng này thì sẽ là của Malaysia sản xuất nhé, Malaysia sản xuất và xuất thị trường Nhật. Tay quay thì sẽ là tay quay siết, đổi tay quay trái phải bình thường. Về chất lượng của máy thì khỏi bàn rồi, cực kỳ là nhẹ nhàng và mượt nhé. Lắc máy cũng đi luôn này, cực kỳ là mượt luôn, mượt mà nhẹ nhàng êm ái. Simlovan 4C5000XG mọi người nhé. Và mẫu này thì bên em đang có mức giá chỉ có 3.200.000 đồng thôi, Simlovan 4C5000XG. Và tiếp theo gửi tới cho mọi người nữa, đó sẽ là dòng sản phẩm Daiwa Cerate. Daiwa Cerate này thì sẽ là xe Cerate 2500 nhé. Đây thì sẽ là Daiwa Cerate bản 2010 này, Cerate 2500R. Và mẫu này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất rồi. Hàng ra Cerate mặc định nó sẽ là của Nhật nhé. Và mẫu này thì sẽ bao gồm cho mọi người, nó sẽ là sổ sách nhé. Sổ sách này. Đây, sổ sách và lông đèn nhé. Sổ sách và lông đèn. Đây, đầy đủ hết phụ kiện cho mọi người luôn. Sổ sách, lông đèn. Và mẫu này thì sẽ có thông số gửi tới cho các bác, đó sẽ là ratio 4.8, trọng lượng của máy là 260 g, tải cá là 7 kg nhé. Và BS số 1 và được 280, số 1.5 và được 200 và số 2 và được 150. Chạy lên tới là 10 bậc đạn và thu dây là 71 cm trên một vòng. Đấy, bản 2010. Đấy, mẫu này thì sẽ có hỗ trợ mạc siêu cho mọi người nhé. Nó cũng giống như những cái dòng Cerate khác thôi, là từ thân máy cho đến phần rotor đều làm từ hợp kim nhôm nhé. Và đối với những cái dòng có mạc siêu thì khi các bác quay nó sẽ có tiếng hơi xe xe nhẹ một xíu nhé, hơi xe xe nhẹ một xíu. Thì những cái tiếng này thì nó gọi là tiếng của mạc siêu. Đấy, nên là các bạn lưu ý giúp em. Đấy, nhiều bác đang chơi dòng Simlo chuyển sang dòng có mạc siêu thì khi quay cái dòng có mạc siêu nó sẽ có tiếng hơi xe xe. Đấy, hơi xe xe vậy thôi. Đấy, thì các bác cứ tưởng là máy bị xào nhé, nhưng mà thực tế là không phải, nó là tiếng của mạc siêu thôi nhé.
Và về ngoại hình của máy thì bên em sẽ gửi tới cho các bác ngoại hình của máy còn tương đối là đẹp luôn. Và mức giá chỉ có 2.300.000 đồng thôi, 2.300.000 đồng. Và size 2500 này thì nó sẽ tương ứng với quả sim Lolo là tầm size 3000 nhé. Đây ngoại hình của máy này. Phần đồ to còn khá là sáng và đẹp luôn. Đây phần má này, lăn cước sáng nhé. Phần mạ bạc là sẽ có 1 và 2 điểm xước các bác nhé, 1 và 2 điểm xước. Còn đồ to này còn cực kỳ đẹp luôn này. Đây, có một cái điểm xước nhẹ này. Xước nói chung là những phần mạ bạc của những mẫu này nó có những cái điểm xước mà phải lắc trên ánh sáng các bác nhé, lắc trên những góc ánh sáng này mới có thể thấy được. Phần trên của máy này cực kỳ đẹp luôn. Tay quay của mẫu này thì sẽ là tay quay siết nhé, tay quay siết đổi tay quay trái phải bình thường. Về phần thân máy này, chân máy còn cực kỳ đẹp luôn, cũng như chân máy còn khá là sáng các bác nhé. Đấy, chân máy này, phần má này. Mẫu này thì sẽ có lẫy hai chiều nhé, có lẫy hai chiều phần đằng sau này. Mẫu này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất, hàng Japan. Phần đằng sau này thì sẽ có một những cái điểm xước nhẹ lông mèo nhé, những cái điểm xước lông mèo này. Size 2500 phù hợp cho mọi người có thể câu lua câu lóc nhé. Hoạt động của máy thì vẫn cực kỳ là mượt mà và nhẹ nhàng thôi. Chốt chạm thì ok này, hoạt động cực kỳ là mượt mà luôn. Và mức giá chỉ có 2.300.000 đồng các bác nhé, 2.300.000 đồng thôi. Đây qua Cerate, chốt chạm ok. Ở đây thì sẽ là Cerate 2500R các bác nhé, giá thì sẽ là 2.300.000 đồng. Và tiếp theo gửi tới cho các bác nữa, đó sẽ là dòng máy, những cái dòng máy mới các bác nhé. Ở bên em đang thanh lý mức giá cực kỳ là tốt luôn. Trong cái video này đang có một cái mẫu máy bên em thanh lý mức giá siêu tốt cho mọi người, giá còn rẻ hơn cả máy cũ các bác nhé. Mẫu này bên em là dòng Daiwa Vandai, bên em thanh lý cho bác mẫu này rẻ hơn cả máy cũ luôn. Máy cũ của mẫu này nó đã rơi tầm khoảng tầm 1.700.000 đến 1.800.000 rồi, và bên em thanh lý cho bác giá chỉ có 1.600.000 đồng thôi. Đấy, thanh lý cắt lỗ luôn. Và các bác được sở hữu cho các bác đó sẽ là một con máy mới hoàn toàn nhé, hàng lưu mới hoàn toàn luôn. Và mẫu này bên em thanh lý mức giá chỉ có 1.600.000 thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu như là câu lục hay là câu ngâm thì có thể lấy mẫu này, hàng lưu luôn, tất cả mọi thứ đều là lưu các bác nhé. Cái hộp ngoài này bên em để ở trong kho nên là với để trong kho nên là bị hơi xước xa một xíu thôi. Đấy, nên là bên em sẽ thanh lý luôn cho bác, chỉ giá chỉ có 1.600.000 đồng, hàng lưu 100% cho mọi người. Mẫu này thì sẽ là ratio 4.9, trọng lượng của máy là 410 gram, chạy tải cá là 8 kg, thu dây là 87 cm trên một vòng, chạy 5 bậc đạn nhé. Đấy, đây là thông số BE. Mẫu này thì sẽ là quả China sản xuất và xuất thị trường Nhật nhé. Đấy, mẫu China sản xuất và xuất thị trường Nhật. Đấy. Và khi bác nhận lại là được một con máy mới hoàn toàn luôn. Đấy, đây nên sẽ cho bác một cái mức giá để săn sale này, chỉ có 1.600.000 đồng thôi. Đấy, hàng mới hoàn toàn. Và size 4000 của mẫu này thì nó sẽ tương đương với tầm size 6000 của nhà Shimano mọi người nhé. Nên là vừa đánh lục được này, vừa câu ba tiêu được, cũng như là công ngâm, công lăng C, có mạc siêu đều đầy đủ cho mọi người, chuyên để câu nước mặn nhé. Hàng lưu 100% luôn, giá chỉ có 1.600.000 đồng thôi. Mức giá thanh lý cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác, còn rẻ hơn cả máy cũ các bác nhé. Mức giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, mẫu này thì sẽ là phiên bản của China sản xuất và xuất thị trường Nhật này. Siêu mượt mà về máy cho mọi người. Đấy, 1.600.000 được sở hữu là một con máy hàng lưu cực kỳ là tốt luôn. Đấy, mẫu này thì sẽ là dòng Daiwa Vandai size 4000, giá 1.600.000 các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì chụp hình ảnh màn hình các bác IB trực tiếp qua cho bên em. Và tiếp theo gửi tới cho các bác nữa những cái dòng sản phẩm hàng lưu. Đó sẽ là Miravo C3000. Đấy, mẫu này bên em còn duy nhất một máy nên là bên em cũng xanh nghi cho mọi người, mức giá là chỉ có 2.000.000 đồng thôi. Đấy, máy mới hoàn toàn, Shimano Miravo C3000 phiên bản 2022, hàng lưu nhé, máy mới 100%. Thì các bác lưu ý giúp em là kênh của bên em mẫu nào là hàng lưu cũng như là mẫu nào là hàng lướt, bên em sẽ báo luôn và báo rõ ràng cho mọi người. Thì mẫu này thì sẽ là ratio 5.0, tải cá thì sẽ là 9 kg, trọng lượng của máy chỉ có 205 g nhé. Thu dây là 73 cm trên một vòng cũng như là chạy 6 bạc đạn. Một cái mẫu máy trọng lượng cực kỳ là nhẹ, và mẫu này được sở hữu công nghệ CI4+ nhé, nên là trọng lượng của máy siêu nhẹ luôn. Đấy, nếu như các bác nào muốn quan tâm thì các bác có thể lên Google, các bác có thể check được cái mẫu này. Nó sẽ là Minervo C3000 phiên bản 2022. Vì toàn bộ sản phẩm hàng chính hãng nên là các bác có thể check được trên tất cả các trang thương mại điện tử cũng như là những cái trang chính thống các bác nhé. Đấy, Minervo. Và mức giá thanh lý của bên em mức giá cực kỳ là tốt cho một con hàng lưu luôn, chỉ có 2.000.000 đồng thôi.
đầu đắt của máy siêu hay luôn. Mẫu này thì chuyên để cho mọi người câu lua rồi, câu lua cũng như là câu biển đều ok nhá. C3000 thì đối với cái dòng C3000 thì cái dòng C, cái chữ C này nó sẽ là dòng body thon gọn, nên là cái phần form máy này chỉ bằng với cái size 2000 thôi, nên là khá là phù hợp cho mọi người câu lua. Ở trong câu lua hồ dịch vụ cực kỳ được tuyệt vời, cũng như là trọng lượng nhẹ nhàng nhá. Tay quay thì sẽ là tay quay siết này, đuổi tay quay trái phải bình thường. Đấy, máy hàng lưu. Đấy, máy hàng lưu thì cũng không có quá nhiều về phần ngoại hình để mà bàn rồi, vì tất cả đều là hàng mới các bác nhé. Đấy, tất cả nó đều mới rồi, cả kể về hoạt động thôi. Hàng lưu thì không có nói quá nhiều về hoạt động rồi, siêu mượt mà rồi. Mà mẫu này bên em còn một size duy nhất C3000, thì thành lý các bác mức giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Đấy, C3000 2 triệu đồng hàng lưu. Và tiếp theo nữa, đó sẽ là những dòng sản phẩm hàng lưu cao cấp và giá siêu tốt luôn. Đó sẽ là dòng Simolo EXN CDC XG. DC XG, máy ngang bên tay trái các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là hàng lưu 100%. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật Bản nhé, made in Japan. Đấy, mẫu này thì sẽ là hàng lưu rồi, hàng lưu tất cả phụ kiện đều đầy đủ nhé. Em sẽ không quay qua phụ kiện cho mọi người. Phụ kiện mẫu đó chỉ có sổ sách và sổ sách này, dầu này và túi thôi. Còn về máy đây, hàng lưu made in Japan. Đây sẽ là bộ DC này, bộ DC này. À, những cái mẫu này bên em cực kỳ là phải nhẹ nhàng các bác nhé. À, mẫu này bên em đang có mức giá gửi tới cho bác giá cực tốt luôn, 8.200.000 đồng cho một cái dòng Simolo Esen DC nhé, 8.200.000 đồng. Đây là bộ chỉnh DC này, 8.200.000 đồng cho một con Simolo Esen CDC 2017 phiên bản của Nhật. Đấy, phiên bản của Nhật các bác nhé. Mẫu này dùng cực kỳ là bền và có đờ rích tucker luôn nhé, có sẵn đờ rích tucker luôn. Siêu mượt mà luôn. Và những cái dòng này thì chuyên đánh những cái giải mồi lặng các bác nhé, chuyên đánh những giải mồi lặng, chuyên để cảo cá lóc bông, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Siêu mượt mà luôn. Hàng này thì sẽ là hàng mới các bác nhé, hàng mới, hàng lưu. Hàng lưu ESN 2017 nhé. Mức giá hàng lưu của bên em gửi tới cho bác giá chỉ có 8.200.000 đồng thôi, mức giá siêu tốt luôn. 8.200.000 đồng cho một con hàng lưu mới phiên bản bên tay trái các bác nhé, duy nhất một em thôi. Đấy, thì các bác nào ưng mẫu này có thể IB trực tiếp qua cho bên em nhé, chụp hình ảnh màn hình luôn. 8.200.000 đồng. Và tiếp theo nữa, đó sẽ là dòng sản phẩm hàng lưu nữa, đó sẽ là Twin Power C3000 XG 2020, sản phẩm hàng lưu mọi người nhé, máy mới hoàn toàn, đập hộp cho mọi người. Và mẫu này thì sẽ là bản GDM nhé, các bác lưu ý giúp em sẽ là bản GDM. Giữa bản GDM và bản thương mại nó khác nhau ở điểm nào? Thì bản GDM nó chỉ có một tem thôi, và bản thương mại nó sẽ có hai tem nhé, một tem bên này và một tem bên này. Nó sẽ là bản thương mại cái tem kéo dài nhé. Thì các bản thương mại nó sẽ rẻ hơn so với bản GDM. Và hàng này bên em đã về được cho mọi người sẽ là hàng lưu nhé, C3000 XG hàng lưu 100%. Và mọi người chỉ bỏ ra cái mức giá khá tốt thôi, chỉ có 6.700.000 đồng thôi, mức giá khá là tốt cho một con hàng lưu nhé, để sở hữu một con hàng lưu. Thì nếu như các bác nào lo ngại về sản phẩm máy cũ thì có thể chuyển sang dòng sản phẩm máy mới giá tốt của bên em. Hàng lưu tất cả mọi thứ đều là hàng mới các bác nhé, nên là em sẽ không có quay về nhiều ngoại hình, một chút về phần đờ rác của máy thôi, cực kỳ là hay luôn. Twin Power C3000 XG các bác nhé. Mẫu này mà câu lua lóc chuẩn bài luôn, trọng lượng nhẹ, hoạt động siêu mượt mà, sản phẩm hàng cao cấp các bác nhé. Quay cực kỳ là êm luôn, máy mới các bác nhé. Máy mới thì không có cái gì quá nhiều mà để tả rồi. Đấy, quan trọng là giá thôi, giá siêu tốt cho mọi người rồi, 6.700.000 đồng hàng lưu Twin Power, hàng made in Nhật Bản. Đối với những dòng này thì bên em đều ship code 100% nhé, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán mọi người nhé, đều ship code 100% cho mọi người luôn. Và mẫu này thì sẽ là 6.700.000 đồng này, 6.700.000 đồng hàng lưu. Tiếp theo nữa, đó sẽ là những cái dòng sản phẩm của Nhật Bản. Ở phần đằng sau thì sẽ có những cái dòng sản phẩm hàng lướt và siêu lướt cho mọi người. Đó sẽ là dòng Daiwa Cerate. Đây thì sẽ là dòng Daiwa Cerate HD3500H. Mẫu này thì sẽ là phiên bản 2016 các bác nhé, một trong những phiên bản cuối cùng của nhà Cerate về cái form thiết kế như thế này.
Còn là từ 2016 đổ lên nó sẽ là những cái form thiết kế mới nhá. Đối với những cái form thiết kế này thì nó vẫn là một trong những form thiết kế mà cực kỳ là bền luôn. Mẫu này thì sẽ full hết phụ kiện cho mọi người rồi. Và dòng này thì sẽ là có thông số là ratio 5.7 này, trọng lượng của máy là 405g, tải cá là 8kg và thu dây là 97cm trên một vòng và chạy lên tới là 9 mặt đạn. Và số 2 và 300m, số 2.5 và 250, bản 2016 nhé. Xe đặt tem mặc định nó sẽ là của Nhật Bản sản xuất mọi người nhé, Japan. Ở về phần ngoại hình này, đây sẽ là cái form dáng cũng như là form thiết kế cuối cùng của nhà Celate đối với phiên bản 2016, một trong những cái form dáng cực kỳ là đẹp đẽ luôn. Mẫu này nếu mà các bác nhìn xa thì nó không khác gì một con BG, một con Satiga BG nhé. Về ngoại hình của máy này, phần rotor của máy thì còn tương đối là đẹp luôn, lăn cước sáng này, phần má là còn khá là sáng luôn này. Đây có một điểm sức nhẹ nông mèo một xíu nhé, nhẹ một nông mèo một xíu này. Phần rô to bên này còn tương đối là đẹp luôn này. Phần má bên này cũng vậy các bác nhé. Tay quay này, phần núm này có một vài hai điểm sức nhẹ luôn. Tuy nhiên còn cực kỳ là mượt luôn, cực kỳ là mượt mà và êm luôn. Phần thân chính này, phần thân chính còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Chân máy này cực kỳ là sáng luôn. Phần thân máy bên này cũng cực kỳ là sáng luôn. Có một cái điểm nổ sơn nhẹ phần này các bác nhé, điểm nổ sơn khá là nhẹ thôi. Phần đằng sau này, phần đằng sau này thì sẽ có một vài hai điểm sức nhẹ nông mèo một xíu các bác nhé, sức nhẹ nông mèo một xíu thôi. Size này thì sẽ là size 3500, tương đương với tầm size khoảng 4-5 nghìn của nhà Shimano, chuyên để cho mọi người có thể đi cảo cá nhé, chuyên đi cảo cá hạng nặng cũng như là chuyên để câu gành. Hoạt động của máy siêu mượt rồi, cực kỳ là mượt mà luôn. Đấy, chất lượng của máy bên em luôn luôn đảm bảo hết cho mọi người, chốt chặn ok. Đấy, toàn bộ nó sẽ là đều là hàng tuyển chọn các bác nhé, cực kỳ là mượt mà với em luôn. Đây Wasserate, mặc siêu đều đầy đủ các bác nhé, mặc siêu kháng mặn đều đầy đủ cho mọi người này, mặc siêu cái sẽ ghim phần sau này đều đầy đủ cho mọi người. Và mẫu này thì bên em đang có mức giá chỉ có 3.500.000 đồng thôi, đầy đủ hết phụ kiện cho mọi người nhé, 3.500.000 đồng. Và tiếp theo nữa bên em gửi tới cho mọi người, nó sẽ là dòng Biomaster, một trong những dòng máy mà đến thời điểm hiện tại như thế này, những cái dòng sản phẩm máy đẹp còn cực kỳ là ít luôn. Và bên em về được cho mọi người sẽ là size 8000HG nhé, size 8000HG. Em sẽ quay qua một chút về hộp các bác nhé, quay qua một chút về hộp á. Em sẽ đặt máy xuống, mẫu này thì sẽ là máy 2 lô, phù hợp cho mọi người đánh lục đều được nhé. Shimano Biomaster SW 8000HG các bác nhé. Một chút qua về thông số này, ở mẫu này thì sẽ là bản 2013. Mẫu này thì khỏi phải nói về kháng mặn rồi, nó chạy bạc đạn AR, Spoon ARC này và bạc đạn ARB các bác nhé. Đấy, ratio 5.7, tải cá từ 9 đến 13kg, trọng lượng là 555g, chạy 7 bạc đạn và thu dây là 106cm trên một vòng. Và đây thì sẽ là thông số BE mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ là của Malaysia sản xuất và xuất thị trường Nhật. Mẫu này thì sẽ bao gồm cho mọi người sẽ là sổ sách thôi, sổ sách và long đền nhé. Đúng không? Sổ sách còn long đền mọi người nhé, sổ sách còn long đền. Và kèm cho mọi người nó sẽ là một quả lô sơ cua 8000 này. Đây sẽ là quả lô sơ cua 8000 như mới luôn. Ở đây có một vài hai điểm xước ở phần của lô sơ cua này các bác nhé, sau khi các bác một xíu nhé. Ở đây là những điểm xước nhẹ này thì không ảnh hưởng gì các bác nhé, nó sẽ làm vẫn những phần oxy hóa nhẹ một xíu thôi, gọi là oxy hóa súng màu thôi. Các bác có thể thấy độ mịn nó cực kỳ là cao luôn. Nhưng tuy nhiên quả cối này cũng sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé, nhưng mà để mà nhận xét thì nó sẽ còn tương đối là đẹp. Nó sẽ là phiên bản 2013. Đấy, lẫy lung đều đầy đủ sẽ cho mọi người này. Tiếp tục là về máy, máy thì sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé. Đầu tiên sẽ là lên cho mọi người, nó sẽ là một cái lúm Gombersert nhé, Gombersert mới luôn, cực kỳ đẹp luôn này, chưa có một vết xước nào luôn nhé. Về phần ngoại hình của máy này, rotor này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Phần má này, này sáng bóng luôn này, soi được cả gương luôn nhé. Nan cước này cực kỳ sáng và êm luôn. Rotor bên này các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn này, sáng bóng. Má bên này cũng vậy các bác nhé. Nút châm dầu này, này cực kỳ đẹp luôn. Tay quay siết cốt, đổi tay quay trái phải bình thường. Những cái mẫu này thì phù hợp cho mọi người có thể mua về câu cũng như là trưng bày đều được nhé. Đây nó có những cái điểm xước khá là nhẹ này,
đây có một cái điểm xước khá là nhẹ phần này các bác nhé, cực kỳ là nhỏ thôi, một cái điểm xước chấm nhẹ phần này góc này nữa, cái điểm xước khá là nhẹ thôi. Chân máy này cực kỳ là sáng luôn. Đây sẽ có hai điểm xước vừa chỉ rồi nhé, phần đằng sau này cực kỳ là sáng luôn các bác nhé, một cái điểm bóc sơn nhẹ một xíu ở phần này, này cực kỳ là nhỏ luôn. Đấy. Giờ đắp vào máy này, về chất máy khỏi bàn các bác nhé, cực kỳ là êm luôn, quay cực kỳ là nhẹ, hoạt động mượt mà êm ái nhẹ nhàng, chút chạm thì ok. Biomaster các bác nhé, phù hợp cho mọi người có thể đánh lục xa bờ hoặc mua về trưng bày đều được nhé, đối với những dòng sản phẩm này. Hiện tại những dòng sản phẩm này thì nó không còn nhiều trên thị trường các bác nhé, cũng như là để mà kiếm được một cái dòng sản phẩm đẹp thì cực kỳ là ít các bác nhé. Biomaster. Và mẫu này thì bên em nó có mức giá gửi tới cho mọi người, máy 2 spool luôn. 2 spool. 3.600.000 đồng các bác nhé, mức giá khá là tốt của bên em gửi tới cho mọi người rồi, 3.600.000 đồng. Tiếp theo nữa, đó sẽ là dòng Simlo Twin Power. Twin Power thì bên em về cho mọi người sẽ là Twin Power 6000XG các bác nhé. 6000XG. Simlo Twin Power SW 6000XG phiên bản 2015 nhé. Mẫu này bên em về được cho mọi người cũng là hàng tương đối đẹp luôn. Về mẫu này thì sẽ là bản JDM rồi, tất nhiên hàng này thì sẽ là hàng JDM. Mấy hàng bên em thì đều là hàng Tickle Berry thì này, tất cả mọi thứ đều là JDM các bác nhé. Về mẫu này thì sẽ bao gồm sẽ là long đền này, một cái bịt lô này, cũng như là sổ sách của máy nhé, cũng còn tương đối là đầy đủ đấy, nó chỉ thiếu mỗi cái gọi là cái phiên bản 2015 này thì nó sẽ có túi các bác nhé, nó chỉ thiếu mỗi túi thôi. Đấy, cũng mọi thứ thì đều ok. Về phần ngoại hình này, ngoại hình của máy thì bên em về được cho mọi người còn cực kỳ đẹp luôn này, rotor này sáng bóng mọi người nhé, rotor sáng này, phần má này cũng sáng lốt này, cực kỳ là sáng này. Đây là những cái vết gọi là những cái vết tẩy hay là những cái vết gì các bác nhé, nếu mà lau đi được thì bên em sẽ lau đi nhé. Hơi trắng trắng một tí thôi, không ảnh hưởng gì các bác nhé. Lăn cước này cực kỳ êm luôn, phần rotor bên này này cũng còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, rotor bên này sáng bóng luôn này. Mức giá cực kỳ là tốt cho mọi người để sở hữu mẫu này, chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Đấy, mức giá cực kỳ là tốt của bên em nhé. Phần đằng sau này sáng bóng luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp, sản phẩm hàng lướt luôn. Chân máy này, chân máy này chỉ sẽ có một cái điểm xước nhẹ một xíu phần này các bác nhé. Phần chân máy có một cái điểm xước nhẹ phần một xíu ở phần chân máy thôi. Đấy, cái rắc này trên máy này kìa đẹp luôn. Mẫu này thì đang mức giá thành lý cho bạn mọi người chỉ có 5 triệu rưỡi nhé. 6000XG hàng Java, hoạt động này cực kỳ là mượt luôn, quay cực kỳ là êm luôn các bác nhé. Chốt chạm ok. Mẫu này chuyên cho mọi người có thể đánh lục này, câu biển, câu rích, câu lua cutting đều được nhé, hoạt động mượt mà. Chốt chạm ok. Đặt cước này cực kỳ đanh luôn, sản phẩm còn cực kỳ đẹp của mọi người nhé. Twin Power SW 6000XG phiên bản 2015. Mẫu này thì bên này bên em mức giá chỉ có 5.500.000 đồng thôi, mức giá khá là tốt của bên em gửi tới cho mọi người. Và mọi người có nhu cầu mua hàng thì mọi người có thể eBay trực tiếp qua cho bên em ở phần dưới, phần số điện thoại ở phần dưới này các bác nhé. Và ở trên video này thì bên em sẽ không đánh mã số nên là các bác mua hàng thì các bác có thể chụp hình ảnh màn hình các bác gửi qua số Zalo giúp em nhé. Và mẫu này thì sẽ là 5.500.000 đồng. Và ngoài ra thì các bác có cần xem chi tiết mẫu 14.000 hay là mẫu BG kia thì mọi người có thể xem ở những cái video sau nhé. Thì mẫu 14.000 Serdic máy mới ở bên em thì sẽ là 5.3 dòng BG 14.000 thì sẽ là 3.6 mọi người nhé, là hàng lưu. Đấy. Và mọi người có nhu cầu mua hàng có thể eBay trực tiếp qua cho bên em. Và mọi người đang xem like hay cho một like, một chia sẻ như là một đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về những cái dòng sản phẩm máy câu giá tốt nhất của bên em gửi tới cho các bác. Và hẹn gặp các bác vào video lần tiếp theo các bác nhé.